Thưa quý vị và các bạn, nếu như các chốt kiểm soát được xem như là lá chắn thép để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, thì những tổ tự quản tại các khu dân cư được ví như lá chắn thứ hai, hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, kiểm tra từng đối tượng, đó chính là vai trò của những tổ tự quản phòng chống dịch tại khu dân cư. Đây là một buổi tuần tra của tổ cơ động đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 thị trấn Phố Giàng, huyện Bảo Yên. Họ có mặt ở hầu khắp các ngõ xóm, khu dân cư, địa điểm công cộng để tuyên truyền, nhắc nhở, xử phạt những trường hợp không tuân thủ quy định phòng chống dịch. Chỉ sau 3 tháng ra quân, đã có 80 trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang bị xử lý với tổng số tiền gần 150 triệu đồng. Sự quyết liệt này đã góp phần làm thay đổi ý thức của người dân về phòng chống dịch. Chúng tôi cương quyết xử lý những cái trường hợp nào không chấp hành về phòng chống dịch. Đấy, đặc biệt ví dụ như là khai báo y tế chẳng hạn, như là không đúng, hoặc là chúng tôi đi làm một những cái trường hợp không đeo khẩu trang. Đấy, mà chúng tôi đều có hình ảnh. Đấy, lấy những cái hình ảnh đấy để tuyên truyền tiếp cho những người khác. Thì tổ công tác của chúng tôi đã chia ra làm 3 ca để thực hiện trên ngày. Buổi sáng, buổi chiều và buổi tối, chúng tôi thường xuyên tuần tra trên tất cả các lẻo đường của thị trấn. Đi từng con phố một để nhắc nhở người dân là chấp hành khi ra khỏi nhà là phải đeo khẩu trang. Tỉnh Lào Cai hiện có trên 1.600 tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 đang hoạt động ở các thôn bản, tổ dân phố. Không chỉ là kênh tuyên truyền quan trọng về phòng chống dịch bệnh, lực lượng này còn phát huy hiệu quả trong việc truy vết, giám sát y tế cộng đồng. Đặc biệt, trước làn sóng công dân từ vùng dịch trở về, tổ tự quản phát huy vai trò kiểm soát chặt chẽ sự biến động về nhân khẩu trên địa bàn, kịp thời có biện pháp xử lý. Vai trò của tổ covid cộng đồng hiện nay rất là quan trọng. Nó là như một cái lá chắn thứ hai sau các cái chốt kiểm soát. Bởi vì ở đây thì cái chốt mặc dù là không trực tiếp làm chốt, nhưng tổ covid cộng đồng có nắm bắt được thông tin và có thể thậm chí là ngăn chặn từ xa. Khi biết được thông tin người dân chuẩn bị trở về địa phương thì người ta cũng đã nắm bắt, người ta cũng kịp thời tuyên truyền và cũng báo cáo với các cấp để chúng ta có một cái phương án để làm sao đảm bảo phòng chống dịch tốt nhất. Dù không có nguồn kinh phí hoạt động, tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 vẫn không quản ngày đêm, đi từng ngõ, gõ từng nhà, kiểm tra từng đối tượng, ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Họ thực sự là những cánh tay nối dài trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở.